Bình luận viên Quang Huy, con trai ruột nhạc sĩ nổi tiếng và những góc khuất ít người biết. Bình luận viên Quang Huy có hai niềm đam mê tưởng chừng không liên quan tới nhau, đó là âm nhạc và thể thao. Vừa qua, bình luận viên Quang Huy xuất hiện trong chương trình Ký ức vui vẻ. Anh nhận được sự yêu mến từ các tiền bối đi trước, lẫn đàn em trong nghề và nhiều khán giả xem truyền hình. MC Lại Văn Sâm dành nhiều lời khen cho bình luận viên Quang Huy. Điều tôi nể nhất ở Quang Huy là cậu ấy có một trí nhớ tuyệt vời từ âm nhạc, hội họa tới thơ ca, đặc biệt là thể thao. Rất may hai bình luận viên tôi đặt trọn niềm tin vào thời gian ấy là Quang Huy và Quang Tùng có thể lực rất tốt. Mỗi ca đi làm, các bạn ấy ra khỏi nhà lúc 8 giờ tối và về nhà lúc 6 giờ sáng, bình luận một đêm hai trận trực tiếp trên sóng truyền hình. Cho tới giờ, tôi vẫn chỉ thấy có hai bình luận viên bóng đá chất lượng nhất là Quang Huy và Quang Tùng. Các bạn ấy vẫn giữ được phong độ cho đến tận bây giờ. Có thể thấy, sau hơn 20 năm vào nghề, Quang Huy vẫn là một trong những bình luận viên bóng đá được khán giả xem truyền hình mến mộ nhất. Đam mê âm nhạc và thể thao. Quang Huy sinh năm 1974, trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, với bố là nhạc sĩ Vũ Thảo, người hiện vẫn giữ kỷ lục Việt Nam về sáng tác nhạc phim. Chính cha của anh là người đã đưa Quang Huy đến với hai niềm đam mê lớn nhất là âm nhạc và thể thao. Bố cho tôi phát triển một cách tự nhiên. Tôi vẫn học văn hóa, học nhạc, đá bóng và tập thể thao hàng ngày. Tới khi tôi lên cấp 3, bố nói sẽ cho tôi chuyển hướng nếu học không tốt, vì ông thấy có một chút nghệ thuật trong tôi, sẵn sàng cho tôi vào trường nhạc nếu tôi học văn hóa không tốt. Anh chia sẻ trong bài phỏng vấn với Vietnamnet. Sau khi Quang Huy tốt nghiệp khoa kinh tế Đại học Tổng hợp Hà Nội, bố anh đề xuất anh về làm việc ở mảng thể thao của đài truyền hình Việt Nam qua lời giới thiệu của bình luận viên kỳ cựu Vũ Huy Hùng. Nhờ chất giọng trầm ấm cùng sự am hiểu về thể thao, Quang Huy được chọn trở thành bình luận viên của nhà đài. Công việc bình luận viên cũng gắn bó với anh từ năm 1995 tới giờ. Trong ký ức vui vẻ, Quang Huy tiết lộ ký ức làm nghề của anh là những đêm trắng cùng anh em và cúp C1. Thời ấy, mỗi trận đấu lên sóng, anh chỉ nhận được thù lao vài chục nghìn đồng, tổng kết tháng lương đầu tiên là 500 nghìn. Dù thù lao thấp, nhưng Quang Huy luôn đầu tư cho mỗi lần lên sóng và không ngại hy sinh sức khỏe để theo dõi những trận cầu trên khắp thế giới. Khi được hỏi về những áp lực gặp phải trong nghề bình luận viên, vốn được coi là làm dâu trăm họ, Quang Huy cho biết: "Tôi đón nhận áp lực công việc với tâm thế bình thường, vì bản thân luôn tự nhủ mình hãy cứ yêu và làm tốt công việc của mình, những điều tốt đẹp sẽ đến. Tôi là người biết cân bằng, biết biến những áp lực thành động lực." Từ bé tôi chơi thể thao cũng vậy, càng căng thẳng mình càng thăng hoa, hưng phấn. Đâu đó vẫn còn dư luận xã hội, ý kiến trái chiều, nhưng mình cứ tin là mình đang làm hết sức mình, làm bằng cả đam mê. Phong cách bình luận của mình giống bản chất con người mình, càng tự nhiên thì càng thành công. Bình luận viên có số trận đấu lên sóng kỷ lục tại Việt Nam. Tháng 1 năm 2006, sau hơn 10 năm gắn bó với VTV, Quang Huy chuyển qua công tác tại đài truyền hình kỹ thuật số VTC trong vai trò giám đốc kênh VTC3. Từ năm 2006 tới năm 2010, dưới sự dẫn dắt của Quang Huy, thể thao VTC đã tạo ra nhiều đột phá với những chiến dịch ấn tượng như World Cup 2006, AFF Cup 2007, ASEAN Cup 2007 và đặc biệt là World Cup 2010. Trong vai trò giám đốc VTC3, Vũ Quang Huy đảm nhiệm vai trò quản lý các chương trình thể thao và giải trí nhưng vẫn đều đặn lên sóng với tư cách một bình luận viên được khán giả yêu quý. Anh tiếp tục để lại dấu ấn với các buổi tường thuật tại ASEAN 18, vòng loại U23 châu Á, AFF Cup 2018, King Cup 2019 và tất nhiên không thể thiếu các trận đấu tại giải ngoại hạng Anh, Serie A và V-League. Dù chưa có thống kê cụ thể, nhưng theo một số nguồn tin thì cho tới thời điểm này, Quang Huy là bình luận viên có số trận đấu lên sóng kỷ lục tại Việt Nam. Anh cũng là người duy nhất tường thuật đầy đủ các mùa giải V-League. Còn với ngoại hạng Anh, cái tên Quang Huy đã gắn bó với khán giả kể từ khi người hâm mộ Việt Nam được xem trực tiếp giải đấu này năm 1998. Những năm gần đây, tôi chú trọng giữ gìn sức khỏe hơn.
Trước đây tôi phung phí sức khỏe nhiều, làm gì cũng quá đà và bị cảm xúc chi phối. Ngoài 40 tuổi, tôi giảm được cân, cố gắng sinh hoạt điều độ nhất có thể. Ngày xưa lúc mê chạy, có thể tôi chạy đến 2-3 tiếng đồng hồ. Nhưng hiện tại, tôi biết chạy như thế giạc người ra và không tốt. Tôi cũng có tật xấu là hiếm khi ngủ trước 1 giờ đêm, dù không bận gì. Tôi cố gắng sắp tới đẩy giờ sinh hoạt lên sớm hơn, anh nói. Chia sẻ về niềm đam mê bóng đá và công việc, bình luận viên gắn bó suốt 25 năm qua, Quang Huy bộc bạch. Nếu không tường thuật, bình luận bóng đá, tôi vẫn sẽ gắn bó với thể thao, bởi với tôi, thể thao không chỉ là nghề mà còn là nghiệp mất rồi. Tôi tin rằng tôi có thể làm tốt từ việc kinh doanh, truyền thông thể thao cho đến cương vị chủ tịch một câu lạc bộ bóng đá. Tôi vẫn mong ước một ngày nào đó sẽ có mặt ở một giải đấu mình được hoàn toàn thả lỏng, chỉ có xem kết hợp với du lịch, chứ không phải tác nghiệp, bình luận, nhận định gì cả.